This is the gift on your what? What? Bờ O U G T E. Bờ O U G T E. Ý mình là như vậy nha, ý là mua ấy, có nghe từ buy à, không phải buy kiểu bởi không mà không bỏ qua đi không mệt quá cơ cái gì thôi không biết đâu ngại lắm không thích ấy. Em ơi, mùi vào lòng ấy kinh thế thôi, nhìn chung thấy chung buồn cười lắm. 30 bây giờ mình làm gì bây giờ nhỉ? Ui 29 rồi em ơi, thôi chết rồi. Thôi chết tôi rồi. Sao lên nhanh thế? Bế công chúa. Không bế được, lưng này không bế được. Ơ mà công chúa là anh mà. Anh quên. Thì em đâu có bế được đâu. Ok thì mọi người đang có ý kiến là một là ôm, hai thì là véo má, thì em chọn cái nào? Kiss the rain á, cất chú Linh vào tủ kìa. Thơm má, ôi không dám thơm đâu, lên sóng chết. Đây là ôm á. Dẹp đi chú. Cái gì? Cố một cái. Thôi. À, chụp cửa đi. Nè. Tiếp đi. Thật sự là em phải cảm ơn hai anh rất nhiều. Vì hai anh đã mang đến một năng lực bạn ấy ghi là năng lực nha, chứ không phải năng lượng. Vô cùng tích cực. Mừng có chỗ nào? Sao? Đâu? Năng lực là cái gì? Thì ý là đáng nhẽ phải là năng lượng ấy. Để mang đến một năng lực vô cùng tích cực đến em cũng như là đến với mọi người. Ở nhà sẽ năng lực. Nào không chưa bạn? Okay. Healing lắm luôn ạ. Trước đây em xong thế nào mẹ chú lại quý anh âm. Tại vì thật ra ấy, bản chất của con người, cái giá trị cốt lõi của con người thì không thể thay đổi được. Ví dụ như là thật ra mà khi mà bố mẹ chú biết về công ty ấy, thì không một bố mẹ nào mà có thể mà ui công ty ok, mình ủng hộ công ty. Không bao giờ. Thì thật ra chị gái mình biết về công ty trước đấy, thì mình đã kể rồi. Thì cứ đi gặp anh Âm thôi, thì anh ấy cứ hiền lành, anh ấy cứ vui vẻ, rồi anh ấy quan tâm mọi người, rồi anh ấy kiểu là một người dễ thương ấy, đáng yêu ấy. Đấy, thì dần dần thì mẹ mình cũng quý. Với lại đến cuối cùng ấy, mẹ mình thấy kiểu mình lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng cười đùa. Đến khi mà bố anh Âm còn bảo với lại mẹ mình là
Em chẳng thấy bao giờ hai đứa nó cãi nhau bao giờ. Cứ hai đứa gặp nhau là cười hớ suốt ngày thôi. Ừ, em có nhớ hôm đấy không? Em bảo ấy, bảo là bố Dương nhắn tin bảo là hai đứa chẳng thấy bao giờ cãi nhau, có thấy ngồi cười hớ với nhau suốt ngày. Thì đấy, con mình vui, con mình hạnh phúc, con mình có công ăn việc làm, có ích cho xã hội, không làm việc ác, chung là một con người ổn loi lìa. Thì ý là đấy, thì mẹ mình sẽ nhìn nhận dần thôi. Anh kể vụ dàn karaoke nhé. Ok, kể chưa nhỉ? Thì ý là bố anh Âm có một niềm đam mê với hát karaoke. Thì sau khi mà anh Âm nói chuyện với bố mẹ là con thành lập công ty thế này thế kia, thì bố anh Âm buồn, bố anh Âm bảo là có nghĩa là gần như là cuộc đời này bị, có nghĩa là như trái đất sụp đổ. Và bác ấy quyết định, bác ấy cất cái dàn karaoke bác ấy đi. Không còn lý do gì để tiếp tục cái sự nghiệp hát karaoke đấy nữa. Thế là xong rồi. Thế là hai bác mới cũng sang nhà bố mẹ mình. Bố mẹ mình thì thật ra cũng mình đã cũng giáo trước rồi. Mình bảo là đấy, Dương cũng mới nói thành lập công ty thế này thế kia cho bố mẹ đấy. Bố mẹ bên Dương ấy thì mẹ mình bảo là úi dồi ôi, sang tai, thao túng tâm lý ở việc của mẹ. Bảo chứ, con cứ yên tâm, thao túng tâm lý là việc của mẹ rồi, cứ để mẹ đấy. Thế là mình có một cái camera, cái camera không dùng đến, tại vì tò mò mà mọi người, đấy là cái chuyện đại sự quốc gia. Thế là mình đã phải cắm cái camera đấy, xong mình đặt ở một cái góc quay lén để mình có thể nghe được toàn bộ câu chuyện. Em biết cái việc đấy không? Có. Đấy, mình đã phải để cái camera để mình quay lén xem toàn bộ câu chuyện. Nhưng mà khi mà đến xong rồi mẹ anh tặng cái túi quà cho bố mẹ em ấy, thì bố mẹ em lại đặt ngay ở đấy. Đặt đấy, thế là gần như cam chỉ nghe được tiếng thôi. Thế đấy thì sang đấy thì cũng gọi là cũng nói câu chuyện, xong rồi thì cũng một vài giọt nước mắt buồn buồn. Thì đến khi thì mẹ mình cũng đấy, mình cũng bảo là ôi dồi ôi anh ơi, bây giờ thế này thế kia, cuộc đời thế, xã hội thế này thế kia, rồi thì quan trọng là thế này thế kia. Thì anh của Dương thì cũng là một người kiểu hiện đại, nên là cũng hiểu chuyện mà cũng chắc là cũng đoán được, kiểu trẻ mà, thì cũng đoán già đoán non được rồi. Và mình cũng chủ động nhắn tin cho, không biết em có biết không, nhưng mà anh chủ động nhắn tin cho anh Hiếu. Anh bảo là biết đâu anh kể. Mình bảo là kiểu bọn em thế này thế kia, thành lập công ty thì thế này thế kia đấy vậy. Thế là anh bảo thì anh cũng hiểu bla bla bla. Xong rồi khoảng một thời gian sau, khoảng 2 tuần sau thì mọi thứ nó bình thường. Và thường xuyên mẹ mình nhắn tin với lại bố mẹ anh Dương để mà có thể thao túng tâm lý. Xong bắt đầu mình cũng lần đầu tiên sang sợ không chịu được luôn ấy. Sang bao nhiêu năm rồi nhưng mà lần đầu tiên sang sau cái cuộc nói chuyện của anh Âm thì ôi giời ôi, nó rén gọi là thắt tim vào. Thì cái gì? Thắt tim thật sự là sợ, gọi là kinh hoàng hồn luôn. Thì sau một vài cuộc nói chuyện thì bác ấy lại hát karaoke tiếp. Đúng không? Kiểu ý là kiểu cuộc niềm vui đã vui trở lại. Thế là lại lôi dàn karaoke ra hát nhạc cải lương, nhạc vàng suốt ngày. Xong rồi bố anh Âm còn bỏ cái cả buồn bã quá, còn bỏ lên trên cái vùng cao ở mấy hôm cơ mà. Mấy hôm đúng không? Ở mấy hôm cả buồn mà. Nói chung là gia đình nào cũng thế thôi, gia đình nào rồi cũng sẽ kiểu sốc ẻ ra khi mà, có nghĩa là như là nhỉ? Mình đã bảo rồi, bố mẹ đa phần ấy, mình không nói tất cả những đa phần đều bán tín bán nghi, tại vì con mình đẻ ra mà làm sao mà không biết. Nhưng mà tự dối lòng bản thân, tự dối lòng là nó không phải là sự thật. Nhưng mà đến khi bạn confirm lại cái việc đấy rồi ấy, thì cũng sẽ sốc. Nhưng mà rồi dần dần thì cái quan trọng là, ví dụ như là khi mà bạn mang một cái mã gen đặc biệt hơn những cái người có mã gen gọi là no mù đi, thì mình nghĩ là ở thời đại nào cũng thế thôi. Cái người mà gọi là
ủng hộ thì cũng có, nhưng mà cái người gọi là ganh ghét, đố kỵ, hay là cái người mà có những cái góc nhìn nó chưa tốt, thì mình nghĩ là việc các bạn hãy phát triển bản chân thân, phát triển bản thân thật là tốt, để mà kiểu dạng như là mình phải thành công hơn những cái người khác. Có nghe như nào nhỉ? Kiểu mình đã rơi vào cái thế là mình là một cái mã gen như thế rồi ấy, thì mình hãy cố gắng giỏi, giỏi, kiếm được nhiều tiền, kiểu dạng như là để không bao giờ phải chịu áp lực, hay không bao giờ chịu ảnh hưởng bởi những cái tiếng nói của những người ngoài đời ấy. Đại ý là như vậy. Nên á mọi người ạ, những cái người mà mang gen X-Men này, kiểu dị nhân siêu anh hùng này, chúng ta hãy cố lên. Fighting. Listening test. A. You know. My người ao hết đấy. My mother can can kiểu control kiểu control another brand, you know, kiểu your father brand này, you know, kiểu brand đó. Brand nhầm, kiểu control ấy, kiểu sometimes your father kiểu think nó kiểu kiểu so wrong way, you know. My mother can make it go to right way, you know? You know? Anh nghe dùng tiếng Thái. Okay, you know. And you and me and everybody have special gen inside our body. I think you should be stronger, more rigger, rigger, funny girl, happy girl, good girl, good. Kiểu nỗ lực là cái gì? You know. Em Ngọc nè, anh Âm. Ngọc nào? À, tên con gái không phải lo. Tên con gái không cần phải lo nhá. Em Huy nè, hello Huy. Để nó có nói chuyện với mọi người đi. Anh hôm nay anh sẽ lui về sau. Thôi. Để nhìn thấy em rõ hơn. Thôi này, em ngồi nói chuyện với mọi người. Đừng. Thôi đi đây. Bỏ ra. Đừng giữ anh như thế. Anh đang có việc bận đi rồi. Em nói chuyện với mọi người đi. Đủ rồi, anh đi đây. Mọi người cũng hỏi áo đôi à? Không, đây là một chiếc áo cặp thôi. Cặp là sao? Cặp ấy. Cặp kè với nhau ấy. Tự hôn không? Anh em thích ai trong chị đẹp kìa? Chị để đẹp. Đoán. Đoán đi. Trang Pháp. Đoán chuẩn đấy. Chị Ninh. Ninh Dương Lan Ngọc. Thì cũng đúng. Thưởng nào, bình thường nào. Bớt. Nhưng mà công nhận Trang Pháp kiểu ba sinh năm bao nhiêu nhỉ? Hơn tuổi anh đúng không? Hơn tuổi. Chị hơn 30 tuổi rồi. Ờ anh mới 30. Anh mới 30 thôi. Ý là kiểu Trang Pháp mình thấy vũ đạo ok nhá, sáng tác ok nhá, xong rồi kiểu mix nhạc, kiểu làm lại nhạc ok nhá.
Vâng, anh Dương mặc sơ mi trắng đẹp trai. Tôi mặc sơ mi cao xấu. Hãy yêu nhau đi. Càng yêu thế. Esteban tại Nhật mình. Đấy là Esteban. Wow. S chết rồi, cẩn thận. E xịn nha. Mẹ theo. Ok. Một cái màu đen và một cái màu có cần sâu ra không? Cho các bạn đi xem. Hãy yêu nhau đi. Để hôm nào đây không phải đồ đôi, không phải đồ đôi mà đây là một cặp không? Chính xác. Siêu đẹp. Hoa gì? Hôm qua anh xem là hoa gì? Hoa hướng dương. Đây là chúng ta có tổng cộng là 4 bông hoa hướng dương vô cùng đẹp luôn. Hôm trước vừa định xin trang cam vào xong. Ba mà. Ủa. You don't count you. Oh my god. Sướng. Thật ra là kiểu dạng như là đôi khi nói chung là nói chuyện với mọi người thì mình cũng gọi là tiểu phẩm, gọi là vui vui, và mình cũng tự tiểu phẩm lên và xem cái phản ứng của anh âm như thế nào thôi, chứ không phải là kiểu bọn mình cố tình, cũng cố tình thật. Nhưng mà kiểu nhiều người bảo mình bị diễn. Ôi, lại mãi yêu này. Cảm ơn bạn nhá. Có phải là của bạn thấp không hay là của bạn cao? Còn ấy, thật ra là như này, có nghĩa là mình đã từng gặp phải một cái tai nạn, không phải tai nạn mà là có một cái trường hợp, đó là khi mình chơi với một cái người anh này, là người anh này, là mình chơi với một cái người chị này, và người chị này có một người yêu. Thì sau một thời gian thì anh đấy bảo là nói chung tự nhiên mình cảm thấy không thấy nói chuyện với mình nữa. Ui, cảm ơn Ninh Dương, sao hôm nay quà này nhiều nhỉ. Thì được kiểu anh ấy bảo là không thấy chơi với mình nữa. Thế là mình cũng cấn, thì có một lần mình mới hỏi anh chị đấy, hỏi qua một vài người thì mình mới biết là anh bảo là thằng Ninh này á, nó kiểu hơi bị sĩ. Thế mình mà chết bỏ mẹ, sao lại trên đời lại có người bảo mình sĩ. tại vì sao có người bảo mình sĩ, tại vì thật ra nhá, nếu mà mọi người biết cho mình ít hiếm khi em cưới gì. Ôi, cảm ơn Linh Nguyễn. Mình hiếm khi cả mình khoe, thật ra là anh sĩ thật mà. Không nói như thế. Thì đây từ kẻ nốt không đang giải thích câu chuyện. Thì có nghe ví dụ như nói về cái vấn đề tổng tài hay các thứ nhá, thì đây mình hay là một cái kiểu người mình hay tiểu phẩm, mình hay kiểu diễn over mọi thứ lên. Ví dụ như là mình kiểu, ví dụ như mình mua một chiếc điện thoại iPhone 15 Pro chẳng hạn, thì ví dụ mình đi ăn với bạn bè chẳng hạn, mình sẽ bảo là mình sẽ kiểu rằng thì cỡ iPhone 15 Pro Max một cái 512 mới mua 30 triệu, các thứ như thế. Ví dụ như những cái người mà đã chơi với mình quá lâu rồi thì mọi người sẽ hiểu đấy là một cái nét tiểu phẩm hay mình hay diễn. Nhưng mà với những người mà chưa thân lắm thì có thể nghe họ bật thằng này sĩ vãi, thường các kiểu, xong rồi ghét mình, eo khổ thân, không biết làm sao bây giờ. Sĩ thật. Em có tin anh đánh em bằng cái 14 Pro Max đấy không? Mà 13 cơ. Yêu Ninh là yêu nờ nhất quả đất. Không ạ, cái này là cái gì? Đây là trái đất ô mặt trời. Dịu am mải sẵn sai.
xinh đấy. Siêu cute. What is it? Cái gì? Là cái chữ N, xong rồi có một cái túi đeo chéo. Sao lại đeo ngang trái này? Đeo cho cái gì? Đây là chữ N. Dù là chữ N chưa? Chữ D. Dù là chữ D chưa? Chắc chắn một điều là đây là đi mua, còn đây là tự làm. Kèo ơi. Không. Các bạn đi ghi ở trong đấy là tự đan. Ui, dài thế. Ê ơi, dù chữ N giữ chưa? Là chữ N mà. Đây là cái gì? Cái túi đeo chéo của nó. Sao tự nhiên lại đeo ngang trái như này? Kiểu bình thường mình hay đeo cái túi đeo chéo ấy. Rồi mũ hồng đâu ra đây? Đã biết ghét đeo đội mũ rồi bắt người ta đeo mũ này. Ê ơi, sao lại mắt hai cái sai nhau như này? Xinh à? Thì cũng đẹp đấy. Thì cũng là nói chung là có thể là bạn hàng này có nghĩa ý là nhờ cái những cái tranh của cái tranh bản gốc của mình, tranh Van Gogh ấy. Kiểu đôi khi những cái đẹp của nghệ thuật mình không thể nhìn bằng mắt thường được, không thể nhìn bằng mắt thường được, nên là đôi khi mình phải nhìn bằng trái tim. Đúng rồi, thật sự là mình bỏ qua cái túi này đi, bỏ qua cái mũ hồng này đi, đây là cái tình cảm mà các bạn dành cho mình, nói chung là vô giá, vô cùng đẹp. Trái tim. Đỉnh lưu. Đọc thư của bạn Hằng. Bạn Hằng từ Tuyên Quang. Ok. Nam thần bóng rổ vạn người mê, Minh Anh Bùi và đội trưởng Đỗ Văn Nghệ đáng yêu nhất trận mặt trời Tùng Dương. Em mới biết tới hai anh được hơn một tháng thôi, nhưng mà nguyên khoảng thời gian đấy cuộc sống của em, bạn ấy chữ cũng rất đẹp nha. Không giống như bạn gì nhỉ? Không nhớ. Thảo, bạn My à? Ly. Bạn Ly với bạn Thảo à? Hai cái, bạn Ly, bạn Thư à? Bạn Ly, bạn Thư, hai các bạn yêu nhau chắc chắn luôn, không nói nhiều. Thật sự, mình đã xem lại rồi, mình đã xem lại toàn bộ những cái mà clip hồi hôm đấy, đợi anh tí nhá, sorry. Mình đã xem lại toàn bộ clip đấy và cũng như là đọc lại nội dung, chắc chắn là yêu nhau, em tin không? Cảm ơn một bạn rất khó đọc tên, cảm ơn Thanh Thảo nha. Nào tiếp. Ok. Anh, yêu nhau. Em mới biết tới hai anh được hơn một tháng thôi, nhưng mà nguyên khoảng thời gian đấy cuộc sống của em không biết đến chữ buồn là gì. Ngày nào cũng cười muốn ná thở, nên xem video của hai anh mà không nghe không? Cái này mà ngày nào cũng cười là có vấn đề đấy. Thật. Tiếp đi. Thật sự là em phải cảm ơn hai anh rất nhiều, vì hai anh đã mang đến một năng lực bạn ấy ghi là năng lực nha, chứ không phải năng lượng, vô cùng tích cực. Mình có chỗ nào? Sao? Đâu? Năng lực là cái gì? Thì ý là đáng nhẽ phải là năng lượng ấy. Để mang đến một năng lực vô cùng tích cực đến em cũng như là đến với mọi người. Ở nhà sẽ năng lực. Nào không chưa bạn. Fuck đi. Đem kéo. Ui, thơm đấy. Kiểu bạn ấy xịt thuốc hoa gì. À. Có lẽ là để cho rút ngắn thời gian của cái buổi này thì mình sẽ xin phép là mình sẽ đọc những cái bức thư của các bạn về sau này, về khi về nhà nha. Không thì sẽ mất thời gian chung của cả lớp. Thì buổi họp của chúng ta hôm nay cũng khá là căng thẳng. Đây là chúng tôi sẽ quyết định là đưa ra những cái mà những cái trọng tâm của buổi làm việc ngày hôm nay thôi. Còn những cái góp ý cũng như là một vài cái ý kiến của mọi người trong công ty thì ban giám đốc cũng như ban điều hành cũng sẽ họp lại và chúng ta sẽ tổng kết
sau nha. Tôi sẽ gửi báo cáo vào mail của từng người. Ê ôi à. Đáng yêu vãi. Ê màu xinh vãi. Eo ơi. Hợp ấy. Hợp nhà. Eo ơi đúng tông màu nhà luôn ạ. Ui. Em rót trà, anh ăn bánh. Nào. Anh chị em ơi. Buổi liên hoan và tổng kết chúng ta thành công rực rỡ. Wow. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây là của bạn nào đây? Đây là của bạn Rùa. Thank you bạn Rùa. Mong cho công ty mãi trường tồn và luôn nhận được nhiều sự yêu thương từ mọi người. Sẽ luôn cố gắng là nhận được sự nhiều sự yêu thương của mọi người nha. Mọi người nhớ yêu thương nhiều nhiều nha. Vâng, anh âm của các bạn đáng yêu, anh âm của các bạn dễ thương. Quay anh âm nhiều vào không cần quay anh đâu. Còn tôi thì sao, cũng trẻ và cũng đẹp mà. Làm mấy clip á, buồn nôn vì pha cà phê không ngon á, thì bị mọi người đồn, mọi người đặt điều đi úp về có chửa. Đã đồn người ta có chửa là quá lắm rồi. Còn có bà mà công bừng là già như này mãn kinh rồi thế có chửa kiểu gì. Quá thể quá đáng lắm luôn ấy. Các bạn học sinh học lớp 8 chưa? Mình là đàn ông, mình chỉ có hai quả trứng thôi, dụng đi thì dùng kiểu đi. Mà làm sao mà có chửa được? Ơ. Phụ nữ thì tháng nào cũng dụng thì ở đồn người ta có chửa thì cũng được không sao. Cái đàn ông bắt người ta dụng chấm. Mày còn chưa hết nhá. Cái clip gần nhất ấy, anh âm của các bạn ấy thì làm rơi cái con ông già Noel bị hỏng. À không, bảo trách anh âm hộ tôi rồi. Anh âm không có lỗi. Mình có lỗi là chú Ninh. Anh âm lại còn chú Ninh. Lỗi thì của ai đấy nhận là con đồ đến đang tinh. Mọi người trách tôi vì sao anh âm làm rơi ông già Noel như thế mà tôi không đỡ. Tôi không đỡ ông già Noel mà tôi còn đứng quay. Ôi, ngang ngửa thật sự ấy. Dỗi.